Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục làm vào bài tập toán lớp 3, bài 34. Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mm, gam, ml và độ C. Chúng ta cùng đến với tiết số 1. Bài 1. Đo chiều cao các quân cờ rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. Các em hãy quan sát ở hình vẽ, chúng ta có 3 quân cờ đúng không nào? Quân thứ nhất là quân mã, quân thứ hai là quân tốt và quân thứ ba là quân tướng. Vậy thì bây giờ các em hãy sử dụng cho thầy thước kẻ, chúng ta đo và chúng ta sẽ viết vào chỗ chấm cho thích hợp. À, sau khi chúng ta đo thì chúng ta thấy là gì? Quân mã sẽ có chiều cao là 40 mm. Quân tốt, quân thứ hai này sẽ có chiều cao là 20 mm. Và quân thứ ba, được chưa nào? Sẽ có chiều cao là 53 mm. Như vậy chúng ta vừa đo được chiều cao của các quân cờ. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả tích hợp. A. Quân xe trong bộ cờ vua cân nặng khoảng A. 10 g, B. 1 kg. Chúng ta sẽ ước lượng. Thì bây giờ là quân xe trong bộ cờ vua sẽ cân nặng khoảng 10 gram cho các em ạ. Vậy thì đáp án ở đây sẽ là đáp án A. Được chưa nào? 1 kg thì nó sẽ rất là lớn rồi. B. Gói đường cân nặng khoảng A. 10 gram và B. 1 kg. Chúng ta thấy rồi. Thì gói đường sẽ cân nặng khoảng 1 kg. Đúng không nào? Đó. C. Quả tạ tay cân nặng khoảng A 500 g, B 5 kg. Vậy quả tạ tay này sẽ cân nặng là A thôi các em ạ, 500 g. Chưa nào? Rồi, chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài 3, sử dụng nhiệt kế, em hãy đo nhiệt độ không khí vào một số ngày trong tuần rồi ghi lại theo bảng sau. Chúng ta có cột thứ nhất là ngày, nhiệt độ, đúng nào? Cột thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là cột các thứ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Các em hãy sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ trong không khí. Được chưa nào? Vậy thì thứ năm chúng ta có thể đo được nhiệt độ ví dụ là 31 độ C, đúng không nào? Thứ sáu thì nhiệt độ nó sẽ nhẹ hơn khoảng độ 29 độ C. Và sang thứ bảy có thể là nhiệt độ sẽ tăng lên là 31 độ C. Và chủ nhật sẽ là 30 độ độ C. Thế nào? Đó. Như vậy là các em hãy sử dụng nhiệt kế để chúng ta đo nhiệt độ trong không khí vào các ngày trong tuần. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 4. Bài 4. Mai có quả cân 100 g và quả cân 200 g cùng một chiếc cân thăng bằng. Bạn ấy có một túi gạo nặng 1 kg. Với một lần cân, em hãy chỉ cách giúp Mai lấy ra A. 300 g gạo, B. 700 g gạo. Cách làm. Chúng ta đọc kỹ đề bài cho thầy nhé. Ở đây bài đề bài cho biết là Mai có quả cân đúng nào? 100 g và quả cân 200 g. Và có một chiếc cân thăng bằng, được chưa nào? Bạn ấy có một túi gạo nặng 1 kg. Với một lần cân thì bây giờ các em hãy chỉ cách giúp Mai lấy ra được 300 g gạo với một lần cân, đúng nào? Vậy thì ở đây chúng ta có đơn vị là kg, chúng ta sẽ phải đổi. Được chưa nào? Đổi 1 kg sẽ bằng bằng bao nhiêu gam các em? 1 kg thì sẽ bằng 1.000 g, được chưa nào? 1 kg sẽ bằng 1.000 g. Rồi, tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để giúp bạn Mai này lấy ra được 300 g gạo. Thế nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ để một quả cân 100 g lên trước. Được chưa? Chúng ta sẽ để một quả cân 100 g lên và một quả cân 200 g lên một bên đĩa cân. Được chưa nào? Chúng ta sẽ để cùng lúc. Bây giờ chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Mai. Đúng nào? Mai để một quả cân 100 g.
một quả cân 200 g. Lên một bên đĩa cân. Thấy chưa nào? Và đĩa còn lại thì Mai sẽ để từ từ gạo lên đĩa cân còn lại. Mai sẽ để từ từ, đúng không nào? Từ từ gạo lên đĩa cân còn lại. Cho đến khi cân ở trạng thái cân bằng. Cho đến khi cân ở trạng thái cân bằng như thế nào. Và số gạo khi mà cân ở trạng thái cân bằng thì số gạo trong đĩa cân chính là 300 g gạo cần lấy, được chưa các em? Rồi. Cân bằng này. Thì khi đó thì số gạo trong đĩa cân chính là 300 g gạo cần lấy. Được chưa các em? Rồi. Chúng ta tương tự như thế thì phần B cách làm cũng như vậy thôi các em ạ. Chúng ta sẽ cùng trình bày phần B nhé. Thì đầu tiên Mai cũng sẽ để một quả cân 100 g và một quả cân 200 g lên một bên đĩa cân, được chưa nào? Mai sẽ để, đúng nào? Mai để. Quả cân này 100 g và quả cân 200 g lên một bên đĩa cân. Được chưa nào? Tiếp theo thì Mai cũng sẽ để từ từ gạo lên đĩa cân còn lại cho đến khi cân ở trạng thái cân bằng. Được chưa nào? Tiếp theo thì Mai sẽ để từ từ gạo lên cân còn lại cho đến khi thăng bằng. Hiểu nào? Và số gạo còn lại trong bao chính là 700 g. Được chưa các em? Và số gạo còn lại sẽ là 700 g gạo. Chính là số gạo mà Mai cần lấy. Như vậy, thầy vừa hướng dẫn các em làm vào bài tập toán lớp 3, bài 34, thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mm, gam, millilit, độ C. Các em nhớ ôn lại bài và chuẩn bị cho thầy tiết 2. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong tiết học lần sau. Chào các em.